SW4 nhá. Để các bạn nhấn vào đây. Nhấn SW4 này khoảng 2 giây. Đấy, khi nào nó chuyển cái này sang số 1. Cái led hiển thị này, đó. Nó nhảy không tí nó nhảy về 1. Đấy, khi nào nó nhảy về 1 này thì đồng nghĩa việc nó đang chạy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Đấy, thì vẫn là mình nhé. Mình vẫn là mình nhé. Thì mình hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái cách mà chúng ta chạy một cái dàn lệnh hay là kiểm tra thông số của một cái dàn lệnh của cái dòng VRV Toshiba. Thì có thể là nhiều cái dòng khác mình cũng chưa vấp, nhưng mà đây có cái dòng MMU MMD mà sử dụng các cái bộ điều khiển trên tường ấy. Thì cái cách mà mình hướng dẫn các bạn đó chính là các cái bộ MMI đây, MAP 101 HD8 hay là các cái dòng công suất khác nhau, nhưng mà cái model này ấy, thì bạn đều có thể là chạy và chúng ta có thể chạy từng cái dàn lạnh ở trên dàn nóng. Tuy nhiên ấy, thì cái cách này các bạn phải biết được là cái địa chỉ của từng mặt lạnh ở trên kia nó là như thế nào. Thì có thể là các bạn quy hoạch đánh dấu hoặc là làm một cái list trước khi mà chạy. Đó, thì ví dụ như chúng ta không thể vào được cái phòng đó chẳng hạn, thì chúng ta có thể chạy cái dàn lạnh đó hay là tắt ngay trên cái dàn nóng. Đó, thì trên cái dàn nóng thường nó có 3 cái switch. Đây, 1, 2, 3 switch xoay các bạn nhé. Nó SW xoay và 4, 5, 6 thì nó là switch nhấn. Còn cái switch ở trên nó là switch gạt thì các bạn đừng động vào. Vì động vào cái đó các bạn phải có cái kiến thức nền tảng cũng như là nghiên cứu về cái tài liệu thì mới xử lý được các cái vấn đề trên đó. Từ đây mình hướng dẫn các bạn là cái cách chạy trước nhé. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến nó là cái chạy chạy một cái mặt lạnh đi. Thì đầu tiên thì với ba cái switch này nhá, thì các bạn sẽ quay cái switch 1 về 16 này, thấy chưa? Thì cái 16 này á, nó thể hiện là cái chúng ta đã chuyển về cái dàn số 1 đây. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chuyển các cái này, cái switch số 2 này. À, nó sẽ chỉ là các cái địa chỉ ở dàn lạnh trong nhà. Thì trong nhà hiện tại ở đây là nó có 10 cái. Đấy, thì đến cái 11 nó chỉ cái như này. Thì đó chính là có 10 cái dàn thôi. Cái 11 này là không có các bạn nhé. Thì chúng ta quay lại các cái dàn mà chúng ta mong muốn, chúng ta muốn chạy. Đấy, thì mình ví dụ nhé. Thì mình sẽ chạy con số 2. Thế thì chạy nó thế nào? Thì các bạn nhớ nhé, switch 1 các bạn để 16 này, switch 2 là cái địa chỉ của cái dàn. Đấy, thế còn cái dàn mà nó lớn hơn cái số lượng là 16 dàn. Ví dụ như là chúng ta kết nối với cả 32 cái dàn thì các bạn sẽ dùng cái switch này chuyển sang 2 thì nó sẽ nhảy lên 17, tức là đây là dàn số 17. Nhưng mà ở đây thì nó chỉ có 10 dàn cho nên nó dưới 16. Cho nên cái này chỉ để 1 thôi. Đấy, đây chính là các cái dàn ở trên, tức là cái địa chỉ của các cái dàn. Đó, thì địa chỉ thì đấy, 123 thì mình ví dụ là mình muốn chạy con số 2 nhá. Bỏ qua con số 1, mình muốn chạy con số 2 thì các bạn để switch 1 16, switch 2 là số 2, tức là máy số 2, và các bạn nhấn cái phím này. Đấy, các bạn nhìn đây là 0 nhá, 0 có nghĩa là đang dừng. Và khi chạy thì chỗ này nó sẽ báo là 1. Đó, thì cái dàn này nó đang dừng nhá, là 0. Đấy, các bạn muốn chạy nó lên ấy, thì các bạn nhấn vào cái switch 4 này. Đấy, cái switch 4 này. Đấy, các bạn switch 4 này. SW4 nhá. Đấy, các bạn nhấn vào đây. Nhấn SW4 này khoảng 2 giây. Đấy, khi nào nó chuyển cái này sang số 1. Cái led hiển thị này, đó. Nó nhảy không tí nó nhảy về 1. Đấy, khi nào nó nhảy về 1 này thì đồng nghĩa việc nó đang chạy. Đó, các bạn thấy nó đang chạy không? Đấy, thì các dàn khác các bạn lại quay sang dàn khác nó vẫn là 0 nhá. Dàn số 3 tất cả dừng hết, chỉ có mỗi duy nhất một cái dàn số 1 đang chạy thôi. Đó. Thì máy lén nó bắt đầu chạy. Đấy, nó chạy lên. Các bạn nghe nó tạch cái nó chạy không? Đó, và
khi mà nó chạy như vậy ấy, thì chúng ta chuyển switch 1 nó vẫn chạy nhé, chuyển cái switch khác nó vẫn chạy bình thường đấy, đấy. Thì nó vẫn chạy. Và để kiểm tra các cái thông số ở trong các cái dàn lạnh thì các bạn sẽ chuyển cái switch này về cái vị trí từ 4 trở lên đó. Thì 4 này thì nó tương ứng với cả cái mà đường truyền thôi. Thì các cái tham số mà ở trên cái dàn lạnh thì thông thường mình thấy hay kiểm tra từ số 8 nhé, 4, 5, 6, 7, 8 đấy, 8 này đấy, thì nó chính là cái van tiết lưu, nó đang mở 32%. Không, mà đây nó chính là cái dàn số 1 các bạn nhé. Và để mà kiểm tra cái dàn số mà chúng ta vừa chạy là cái số 2 ấy, đây là cái dàn số 2 này. Và chúng ta muốn kiểm tra cái dàn số 3 thì đây, thì tất cả các van điện từ nó đang không mở này. Đấy, con số 5 nó mở mẹ. Đấy, số 2 nhá. Đấy, các bạn kiểm tra cái tham số này. Đây là số dàn này và đây là cái tham số. Và đây là cái số mà chúng ta muốn kiểm tra, thì cái này nó số 8 thì nó sẽ là van điện từ. Số 9 thì nó là các cái từ số 9 đến số 13 thì nó là các cái sensor. Đấy. Đấy, TF này. TCG này. TC1 này, đó. Và đây là cái giá trị của nó, còn đây là cái số dàn. Đấy, dàn số 2 đang báo 20 độ. Đấy. Đấy, thì các bạn hãy chuyển nó về 4 nhá. Đấy, và bây giờ các bạn muốn tắt các cái dàn vừa mình chạy đi ấy, thì các bạn chuyển cái switch về 16. Hoặc nó sẽ hiển thị lên cái số dàn đây và các bạn chuyển cái số dàn vừa chạy. Thì cái này đang là số 1 mà các bạn muốn dừng cái dàn này lại. Đây là số 2, dàn số 2 đang chạy. Các bạn muốn dừng lại, tức là muốn dừng cái dàn này lại, thì các bạn nhấn vào cái switch 5 này nhá. Đó, khi nào nó nhảy 00 à, và nó lật trạng thái, nó nhảy về 1 nhá. Sau đó lật trạng thái về 0. Đó, thì là có nghĩa là xe tắt. Thì lúc này là cái dàn của chúng ta nó đã tắt. Đó, và các cái dàn khác cũng tương tự như vậy, thao tác tương tự. Các bạn muốn chạy dàn nào thì các bạn cứ bật cái dàn nó. Đó. Và sau khi mà tắt đi rồi, hoặc là chúng ta giữ nguyên cái trạng thái, chúng ta chuyển các cái switch về 1 thì nó lên U1. Đấy, thì nó là trở về cái trạng thái bình thường. Đấy, thế còn muốn kiểm tra, đấy như vừa rồi mình nói, muốn kiểm tra tham số của bất kỳ cái dàn nào ở trong đó thì chúng ta chuyển cái này lên từ 4 này. Thì cái mã 04 này nó là cái mã mà status của bus. Thì cái bus nó đang chạy rất là tốt. Và cái lỗi 5 là lỗi này. Đấy, error, lỗi. Hiện tại là không có cái lỗi nào cả ở cái dàn này. Và cái công suất là cái công suất là cái số 6 này. Đấy, số 6 này, số 7 này. Số 7 là cái lệnh về dữ liệu. Cái số 8 là cái van điện từ. Đây các bạn, van điện từ PP nhé. Thì hiện tại 3 này nó đang đóng này. Van P1V đấy, full van đấy. Và cái số 9 này. Số 9 ở dưới này nhá, đây số 9 này nhá. Đấy. Số 9 thì nó là 25 độ, tức là cái sensor nhiệt độ không khí. Đó, ở trong dàn lạnh các bạn nhé, đây là dàn lạnh không phải dàn nóng nhé. Đấy, và đến 13 này thì là các cái đấy, các bạn nhìn thấy số, nhìn thấy chữ nó hiện lên, sau đó nó hiện thì cái số đằng sau, cái chữ này chính là cái sensor đó, và cái số đằng sau này thì nó chính là cái số mà nó đo được từ cái cảm biến. Đấy, con này nó không có cái sensor này, và TA đây 25 đó, như thế. Thì các bạn có thể qua cách như vậy. Các bạn có thể ngồi ngoài dàn nóng và chạy được ra ở trong dàn mặt lạnh, và cũng như là chúng ta chạy được trong dàn mặt lạnh nhá, rồi kiểm tra được các thông số cơ bản như là nhiệt độ, van tiết lưu ở các phòng. Thì chúng ta ngồi ngoài đã test từng phòng một thì chúng ta có thể biết được các cái lỗi về van tiết lưu, rồi về các cái sensor ở trong đó, để mà sửa chữa nó chính xác, đỡ phải đi từng phòng một. Nhất là các cái phòng nó làm ở các cái tầng khác nhau. Đấy, đi lại rất mệt mỏi, chúng ta ngồi đây đó là sướng không? Đấy, rất là sướng. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.